Nó lão nhờ. Vào game. Thằng gái luôn. Họ mới dung về. Ờ. Họ mới dung về. Anh có biết không? Có trong phòng không? Không. Nhưng mà đồ vẫn còn đấy mà. Nó có con này. Một. Vẫn tao lại chín. Anh em mà làm ngang trình được. Boy. Enemies ahead. Ôi, chết rồi. Đây. Đi ông ơi. Đâu còn một đang nóc ấy. Còn một thằng nữa. Chưa clear đâu. Chưa clear đâu. Chưa còn một, còn một mới có 3. Tôi giết được 2. Mới giết được một thằng. Giết chưa, clear chưa? Cái con bot, con bot. Anh hỏi rồi nhưng mà... Này những tin hỏi mà không thích trả lời. Có người à? Ôi toang rồi. Ui. Vãi nồi thật. Clear rồi, số 3 thì cứu số 4 nhỉ. Tiếng bot kìa. Enemies ahead. Hai ba thằng đứng ba bốn góc không biết. Enemies ahead. Ui có xe luôn này. Chết luôn. Ngồi thẳng. Có bạn, có bá được vết thôi chứ. Nghe bảo là cái hóa thì bọn anh phải dán con cây vàng ba ba điểm. Đi ăn thính vàng mọi người ơi, có. Mình giữ còn một cái con pen. Mình giữ con pen này. I got supplies. Đi số 3 đi. Thính vàng ở đâu nhỉ? Có người. À, đây có người. Ui, tên này có phải lấy gần này còn chưa bắn luôn. Được nha.
chung cư có người này. Chung cư khó công lắm. Trên nóc nhà kìa thấy không, nó nằm trên nóc nhìn nó, nhìn nó. Lên lên đồi, lên đồi cũng được. Đây là mình trên nóc nhà này. Ừ, mình công mình chắc là mình lên được. Nhảy một phát mất ống máu. Còn mấy nóc nhà vẫn đang còn đấy, chưa có lia đâu. Không, ở tầng 3. Bọn nó ở tầng 3 nhà này. Còn nha. Người nha. Tầng 3. Lên đi. Ôi. Ờ, có lia rồi. Tự nhiên máy là sao? Bò thính vàng trước mặt mình này mọi người ơi. Vàng là con người ấy. Mình bay lên luôn nhá, mình bay luôn này, chơi không? Chơi luôn đi. Thôi định bệnh, lỗi rồi. Có mỗi tên à? Chết tầng. Bom nha, cẩn thận đừng lên. Một. Không sao. Có bom ấy, cẩn thận. Nó trong cái phòng bên phải. Kìa, nó trong phòng này. Vào nó gạt, cái bao gạt giờ. Số 4 lên. Nó để nó gạt cả team nhục không? Ôi, cứu đi, đừng mày ăn. Đây, bên ngoài. Khó chịu đấy. Dạ, lên bắn vào khói mù mịt nó nhìn đấy. Không vui chơi. Ui. Con mẹ nó cứu tôi thôi, cứu gái số 3, cứu lại ngay. Số 3, cứu gái đã, tôi ngắm. Nó bắn con chấm máu luôn ạ. Nó công lên rồi, Rồi, nó chết rồi. Cứu đi. Mắt thật sự luôn anh ta. Chết thấy cầm ốp vậy rồi. Nhưng lại SWM kìa, không nào bắn kìa. Mù mắt gaming. Mình bắn rồi, không lúc nó mới đâu. Đi mọi người lên xe đấy. Mẹ. Nãy mà ngồi chỗ này luôn.
đi lên xe mình công vào luôn này. Đi. Vào đi. Ghét cái thằng này nó cứ khều ghét. Bên trái mình. Bắn. Nó chạy trên nóc nhà sao? À trên nóc nhà kia. Đây. Vẫn nóc. Kìa, trên đồi có. Ok sao ấy. Ba gốc cây, không biết gốc cây nào đây. Đây, gốc cây này. Enemies ahead. Ngó đi bạn. Ngó à. Hãy công lên luôn đi. Đi, lấy xe công luôn. Đi, lấy xe lên luôn đi. Sợ gì? Để xe công lên luôn đi. Xe mình ấy. Đi ra xe đi. Mình cũng đang ngoài bo đi. Có một tên thì mình lên, mình làm gọn luôn. Lên luôn. Nó có muốn tặng cái đấy lo gì. Thôi số 4 cứ xoáy đi. Ui. Kể, cứu không ra. Giết cho hai thằng kìa. Cứu đã. Hai thằng. Ok, team khác rồi. Thầy ơi. Gốc cây trên hướng 3 hướng 5 ấy. Một thằng lốc nhá. Ok hay. Team này 3 thằng nhá, team này 3 thằng. Công ơi, lốc rồi. Đi luôn bạn đây. Vẫn đang còn con xe quát đấy. Số 4 hồi máu xong rồi, số 3 với số 4 đi con xe quát chắc được sau ấy. Đằng trên kia vẫn đang còn một tên nữa nhá, đằng trên này vẫn đang còn một tên nữa này. Đây trên này vẫn đang còn một tên nữa này. Ừ. Rồi. Cứu tôi được. Rồi, còn lia hết rồi đấy. Ừ, sau có quay cứu tôi được. Khu nhà. Nhà giống 130. Ok. Đi, mình mở con bát trước này. Enemies ahead. Rồi, chờ. Từ đó chờ uống mấy lon nước đi. Chờ uống lon nước á. Cứ uống đi bạn, bật uống nước rồi. Đi luôn số 4 đây, okay. Clear luôn rồi, còn team còn lại còn 2 tên thôi. Lên để công bom mà nhà đang thừa nhiều bom lắm. Nó chạy kìa. Thừa 6 quả bom cơ. Nó chạy ngoài bo kìa. Nhìn mà. Rồi hay xong. Quá. Nice sir. Rồi 16 kill.